Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sơn PS. Và trong video ngày hôm nay, Sơn sẽ chia sẻ cho các bạn về ba cái bí mật để các bạn có thể tuyển được referral một cách hiệu quả nhất mà bên ngoài kia sẽ không có ai chỉ cho bạn. Và đây chính là cái công thức để làm sao đó để giúp cho bạn để tạo ra được cái thu nhập trên 100 triệu thu nhập mỗi một tháng. Thì ở đây các bạn có mong muốn để tạo được thu nhập này không ạ? Cách đây rất nhiều năm thì cái thời điểm lúc mới bắt đầu thì không có ai chỉ và dẫn đường cho Sơn những cái cách, những cái bí quyết này hết. Nhưng ngày hôm nay thì Sơn đã làm được rồi và Sơn rất là mong muốn để chỉ cho các bạn làm được những cái điều đó giống như Sơn, đúng không ạ? Thì trong cái video ngày hôm nay thì Sơn sẽ có 4 phần để chia sẻ với các bạn. Phần đầu tiên Sơn sẽ chia sẻ là có rất là nhiều người bạn cũng hỏi là rep là gì, referral là gì, thì Sơn sẽ chia sẻ với các bạn về cái câu hỏi này. Điều số 2 đó là Sơn sẽ nhắc tới cái vấn đề là về marketing, affiliate marketing chân chính với cả là spam marketing. Số 3 đó là tại sao có nhiều người bạn nói với Sơn rằng các bạn làm rất là lâu rồi, các bạn làm 1 tháng rồi, thậm chí làm 2 tháng rồi nhưng các bạn không tuyển được rep, thì cái lý do tại sao đó thì Sơn sẽ giải đáp cho các bạn ở trong video này. Và cái số 4 cuối cùng đó là Sơn sẽ chia sẻ với các bạn về ba bí mật để các bạn có thể tuyển được referral. Để đây là chính là cái công thức giúp cho bạn có thể tạo được thu nhập hàng trăm triệu thu nhập một tháng. Thì Sơn hy vọng rằng các bạn hãy coi hết từ đầu đến cuối video, bởi video này sẽ là một video rất giá trị và nó thay đổi cuộc đời của bạn. Đôi khi các bạn chỉ bỏ ra khoảng 15 phút thôi, nhưng sau này các bạn có thể tạo được cái thu nhập đó, vài chục triệu tới hàng trăm triệu thu nhập một tháng, thì các bạn cảm thấy rằng nó cũng xứng đáng không ạ? Hãy nhớ các bạn hãy viết lại vào cái cuốn sổ của mình, đó là cái cuốn sổ bí quyết đó, võ lâm, để sau này các bạn có thể lấy nó để có thể chiến đấu được ở bên ngoài kia. Và đây là những cái công thức đó, có thật và Sơn đã làm được có hiệu quả rồi đó. Vấn đề số 1 đó là referral là gì, referral là gì, rep là gì. Đây từ viết tắt là rep, thì nó còn gọi là referral đó, hoặc là các bạn cũng có thể hiểu đó là một cái user, đó là một cái người dùng đó. Và cứ mỗi một cái chương trình affiliate tiếp thị liên kết thì các bạn khi đăng ký tài khoản xong thì các bạn sẽ có một cái đường link, và mỗi một người sẽ có một cái đường link khác nhau, không ai là giống nhau hết. Và khi mà các bạn đã gửi cái đường link đó cho những người bạn của bạn để họ đăng ký đó, mua hàng hoặc là tham gia thông qua cái đường link của các bạn, thì đó là một referral. Đó là một referral đó. Thì giả sử đi, bây giờ các bạn đã bắt đầu với dự án Tamodo. Và khi mà bạn bắt đầu với dự án Tamodo thì các bạn sẽ có một cái đường link. Đây là đường link tiếp thị liên kết của các bạn, và các bạn bấm vào copy này. Thì bây giờ các bạn đã chỉ cần dán nó ra, và đây chính là cái đường link tiếp thị liên kết của bạn. Và mỗi khi ai đó đăng ký tài khoản thông qua cái đường link tiếp thị liên kết của bạn thì đó là một, gọi là một referral, hay còn gọi là một rep. Một rep hay là Coinsbit nó cũng sẽ có như vậy. Và bạn đi bất kỳ nền tảng nào thì nó cũng sẽ giống y chang như vậy, thì chúng ta sẽ gọi là đó là một referral. Đây nó sẽ có cái đường link, đây là đường link tiếp thị liên kết của bạn. Bạn chỉ bấm vào hai cái ô vuông đây thì nó sẽ tự động nó copy cho các bạn ra cái ô màu xanh, sau đó là bạn dán nó vào bất kỳ đâu thì nó sẽ ra. Đây là chính là cái đường link tiếp thị liên kết của bạn, và nó khi mà các bạn tuyển được ai đó đăng ký qua đấy thì nó gọi là một referral. Ok, đó là một referral. Hay á, nếu như bây giờ các bạn làm về affiliate marketing với Vray browser đó, thì mỗi một người đăng ký thì họ cũng có thể gọi là đó là một rep của bạn, hoặc là cũng có thể gọi đó là một user, là một người dùng. Thì bây giờ là làm sao đó để chúng ta có được tuyển được rất là nhiều referral, rất là nhiều user. Giả sử bây giờ để các bạn có được thu nhập là 100 triệu một tháng, mà cứ mỗi một referral của Tamodo họ sẽ trả cho bạn là 0.25 đô. Bây giờ Sơn nó cho là 5.000 đồng đi. Thì bây giờ các bạn nó cần phải tuyển được ít nhất là 20.000 rep, 20.000 referral. Thì cái câu chuyện ở đây á, nó không phải là các bạn học cái bí quyết để các bạn chỉ tuyển được 5 người, 10 người hay là 20 referral nữa. Lúc này nó qua cái số lượng những người mà bạn quen biết rồi. Bắt buộc lúc này bạn cần phải tuyển được một số lượng đủ lớn. Thì đây là số lượng khoảng 20.000 người. 20.000 người, được không ạ? Nó giống như cái tài khoản của Sơn. Thì tại sao trong tài khoản của Sơn đó là những cái điều mà Sơn đã làm được và Sơn đã chia sẻ và đúc kết cho các bạn. Tài khoản của Sơn có 145.000 người đó. Hay là Coinsbit thì cái này cũng mới tham gia thôi, được 2.870 người. Ở phía bên dưới này, đây là cái dự án trước đó này, thì Sơn nó có 5.763 người. Thì dự án nào Sơn cũng có một lượng referral rất là lớn đó. Thì bây giờ các bạn này, các bạn hãy đóng lại những cái gì mà mình đã biết đi. Mình hãy đóng lại những gì mà mình đã biết. Bạn nghĩ rằng cái kênh YouTube của Sơn lớn nên Sơn mới làm được điều đó. Hãy đóng nó lại đi các bạn. Nếu như bạn vẫn còn suy nghĩ như vậy thì bạn hãy thoát ra khỏi video này.
Bởi vì nếu như còn suy nghĩ đó, bạn sẽ không bao giờ thành công được. Đúng không ạ? Trước khi mà Sơn có được kênh YouTube lớn thì sao? Sơn cũng bắt đầu từ con số 0 các bạn. Bắt đầu từ con số 0. Thì bây giờ, lý do tại sao có nhiều bạn không có kênh YouTube lớn, không có xuất hiện, chia sẻ, nói chuyện trước nhiều người, không có quay video, nhưng bạn ấy vẫn có thể tuyển được 10.000, 20.000, 20.000 referral. Thì cái câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta không phân tích ra cái thành công của họ? Tại sao chúng ta không học từ họ mà chúng ta lại đưa ra một đánh giá là tôi không làm được? Đúng không ạ? Thì các bạn đã thua ngay từ đầu rồi. Thì video này chỉ dành cho những ai tin tưởng vào chính bản thân mình thôi. Các bạn tin vào chính bạn làm được thì video này dành cho bạn. Ok, thì bây giờ các bạn nó sẽ có một vài giây để các bạn quyết định là bạn sẽ xem tiếp video này hay là các bạn phải thoát ra. 3, 2, 1. Ok, và video này dành cho bạn. Cái điều số 2, tôi muốn nói cho các bạn rằng giữa Affiliate Marketing và Spam Marketing, các bạn hãy nhớ một điều rằng Sơn dạy cho các bạn là Affiliate Marketing, đó gọi là tiếp thị liên kết đó. Và Affiliate Marketing đó là một lĩnh vực rất tuyệt vời, và những người ở trên thế giới họ kiếm được hàng triệu đô thu nhập từ Affiliate Marketing đó. Nếu như bạn đi tìm hiểu thêm thì các bạn sẽ nhìn thấy được những này. Bạn nào mà làm Clickbank với Sơn thì các bạn tìm hiểu sâu, các bạn sẽ nhìn thấy được có những guru, những người top thế giới họ đã kiếm hàng triệu đô từ Affiliate Marketing. Nhưng các bạn đã đang hiểu nhầm, Affiliate Marketing lại thành Spam Marketing rồi. Và cái điều này khiến Sơn rất bực mình trong thời gian vừa qua. Sơn không bao giờ dạy các bạn đi Spam. Các bạn Spam ở đâu? Các bạn nhìn này, những cái điều mà các bạn đang Spam đây, Spam đây. Một cái bài viết ở trong nhóm để mọi người theo dõi cái comment thì các bạn lại đi Spam vào đây. Thì thử hỏi, bạn hãy thử ngồi suy nghĩ xem có ai đăng ký đường link thông qua cái đường link Spam không ạ? Có ai đăng ký không ạ? Bực mình cực kỳ luôn. Các bạn kéo xuống này, những cái bài viết rất giá trị đặt ra câu hỏi để giải đáp thắc mắc cho những thành viên khác thì các bạn đã tống hết link vào đây. Thì thử hỏi rằng là những thành viên khác họ có thể nào mà họ đặt ra câu hỏi được không ạ? Họ có học được không ạ? Chắc chắn là không rồi, mà cảm thấy rất là khó chịu cái điều đó. Nhưng cái điều này không phải là chỉ Sơn khó chịu, mà nó sẽ khiến cho những cái người khác họ cảm thấy khó chịu với bạn, và họ sẽ không bao giờ họ đăng ký đường link cho bạn đâu. Bởi vì bạn đã làm sai rồi. Hãy nhớ này, những ai mà spam marketing á, Sơn remove. Sơn remove các bạn ra. Không, bởi vì Sơn không có dạy các bạn đi spam. Sơn không bao giờ Sơn đi dạy các bạn đi spam bao giờ hết. Sơn dạy các bạn là về affiliate marketing và marketing chân chính. Người làm marketing chân chính á, là người khác sẽ tự xin để đăng ký qua đường link của bạn. Bạn không cần phải đi spam như vậy nữa. Đúng không ạ? Thì video này sẽ dành cho bạn. Không, bạn hãy nhớ, Sơn rất ghét những người nào đi spam, nên lần tới á, những người nào đi spam Sơn xóa hết ra khỏi nhóm. Đó, để tạo ra được cái nhóm thật là chất lượng cho mọi người có được cái nơi để trao đổi, giao lưu với nhau. Các bạn đi spam, đúng không? Thì đó là lý do tại sao các bạn không tuyển được referral. Câu hỏi số 3 này, tại sao em không tuyển được referral, em làm cả tháng rồi không tuyển được ai? Thì các bạn đi spam mà. Các bạn đâu có cái giá trị đó. Bạn không có một cái sự uy tín nào hết. Không, bạn không có cái thông tin gì bạn cung cấp cho họ hết. Và cái mục đích của bạn là bạn cứ đi spam như vậy thì chắc chắn bạn không tuyển được bất kỳ ai. Các bạn thấy Sơn khi nào mà Sơn đi spam không? Các bạn thấy những cái người đi tuyển hiệu quả đó, họ có phải đi comment vào cái đường cái bài viết của người khác như vậy không? Bạn cứ để ý mà xem, những người làm hiệu quả họ không bao giờ đi spam, họ không bao giờ đi comment vào những bài viết của người khác như này. Rất là nhiều này, chắc chắn là chút nó ngồi Sơn lọc ra hết những cái bạn này đi. Cảm thấy rất là khó chịu, bởi vì Sơn không có dạy các bạn những cái trường phái đi spam như vậy mà các bạn lại đi làm như thế. Sơn cảm thấy rất buồn. Các bạn biết không, cái kênh TikTok của Sơn, Sơn nó làm ra, các bạn vào trong đó các bạn nó spam đường link. Nhìn nó rất là không có hay một chút nào hết các bạn. Không, các bạn hãy nhìn nhận lại. Rồi, thì bây giờ trong cái vấn đề số 3 này là tại sao mà các bạn không tuyển được referral, thì các bạn hãy trở thành một người có uy tín và có giá trị. Các bạn phân tích này. Có một vài bạn để avatar thì rất là đẹp rồi, ok. Nhưng các bạn nhìn này, có một số bạn để avatar, bạn hình râu này, bạn này rất là quen này, nhưng để avatar không chính chủ. Các bạn có cảm thấy tin tưởng được những người mà cảm để avatar không chính chủ không? Các bạn cảm thấy như thế nào? Suy nghĩ làm sao? Đây, bạn Ngô Gia Bảo, avatar không chính chủ. Sơn biết rằng các bạn rất là yêu quý động vật, các bạn rất là yêu quý những người mà bạn hâm mộ, bạn có thể đặt avatar của họ. Nhưng khi mà các bạn đã xác định bạn trở thành một người làm affiliate marketing thì lúc này bạn cần phải xây dựng cái hình ảnh thương hiệu của mình lên.
Bạn hãy nhớ đây là một từ khóa, hãy xây dựng thương hiệu hình ảnh của mình lên. Không, chứ không phải là xây dựng hình ảnh cho một người ở đây. Đúng không ạ? Bạn không phải là xây dựng hình ảnh cho con chó con mèo. Bởi vì Sơn thấy có nhiều bạn nó còn để avatar là con chó này, con cún này. Đấy, thấy không? Hồi xưa Sơn cũng giống như các bạn thôi. Đó, Sơn cũng giống y như các bạn thôi, Sơn không có biết điều đó. Nên đó là lý do tại sao lúc mà Sơn mới bắt đầu làm MMO, Sơn không có tạo được thu nhập lớn. Không, bởi vì những cái điều này thì ngày hôm nay Sơn cũng mong muốn được rằng Sơn truyền đạt lại những cái sai lầm của Sơn tới cho các bạn để các bạn có thể đi được nhanh hơn. Và trong những cái video sắp tới thì Sơn chỉ dành cho những người bạn nào từ trước giờ cũng vậy thôi, những người bạn nào trên 25 tuổi đó, thì các bạn đã có cái tư duy đủ lớn rồi. Khi mà Sơn la các bạn không bực mình. Khi mà Sơn la các bạn thì các bạn không có kiểu mình quạo hay là mình tự ái không, bởi vì các bạn biết được rằng cái điều Sơn la là đúng. Nhưng còn đôi khi các bạn chưa đủ lớn, chưa đủ trưởng thành, các bạn nghĩ rằng Sơn la như vậy thì là Sơn bực mình. Bực mình thì có đó, nhưng mà cái la đó để giúp cho các bạn tốt hơn, để các bạn làm hiệu quả hơn, đúng không ạ? Thì các bạn hãy trở thành một người có uy tín, có giá trị. Các bạn viết những bài viết có giá trị đi, thì có phải là người khác cảm ơn các bạn đâu, người khác chả phải xin vào cái làm việc với đội nhóm của các bạn, đúng không ạ? Thì các bạn hãy nhớ về cái tư duy marketing, affiliate marketing chứ không phải là spam marketing. Không, bạn comment với bên dưới là tôi rất ghét spam marketing. Không, nên là những ai mà spam các bạn báo cáo giùm Sơn, các bạn báo cáo giùm Sơn. Sơn nói thật các bạn hãy giúp Sơn làm điều đó để Sơn nó loại bỏ đi hết những cái người mà làm marketing không chân chính đi. Không có bao giờ dạy các bạn làm đi spam như vậy cả. Không ai đăng ký đường link của các bạn khi mà các bạn cứ đi spam như thế. Các bạn hiểu được vấn đề không ạ? Sơn rất là mong muốn các bạn hiểu được cái vấn đề này. Không, tại sao các bạn không có tuyển được? Thì bây giờ chúng ta phải làm rõ về cái tư duy trước đã. Sau đó chúng ta mới nói về cái ba cái bí mật tuyển referral này để các bạn có được 100 triệu một tháng. Chứ nếu như bây giờ tư duy các bạn chưa rõ ràng thì chắc chắn không bao giờ bạn làm được 10 triệu, đừng nói là 100 triệu thu nhập. Ok? Đó thì cái điều này Sơn đã làm được rồi, Sơn có kết quả từ việc đó rồi thì Sơn mới chia sẻ lại cho các bạn. Sơn không phải ngồi đây Sơn chém gió. Ok? Nếu như bạn đã từng xem Sơn trước đó rồi thì các bạn sẽ biết được rằng những cái kết quả, những cái thành quả mà Sơn đã có trước đó. Rồi thì ba bí mật tuyển referral đây hiệu quả là gì? Các bạn nếu như đã theo dõi Sơn thì Sơn đã có những cái video Sơn hướng dẫn các bạn tuyển được referral trước đây rồi. Cách đây 6 tháng Sơn có một video hướng dẫn cách tuyển hàng trăm rep mỗi ngày. Video này vẫn còn đúng tới ngày hôm nay. Cách đây 3 năm Sơn đã làm những cái dự án Uento, Capres, Vody, Momo. Sơn tuyển hàng chục nghìn referral trực tiếp. Hồi đó chỉ có một tầng thôi, không có nhiều tầng như ngày hôm nay đâu. Mà Sơn tuyển hàng chục nghìn người, thậm chí là nửa triệu người. Thì làm như nào để làm được như vậy? Làm như nào? Thì Sơn đã từng có những video rất là nhiều rồi, nhưng Sơn tin chắc rằng các bạn chưa chịu coi nên các bạn không có tuyển được. Đó là điều đúng đắn, đúng không ạ? Đây, cách đây 4 tháng là Sơn cũng đã chỉ cho bạn cách để tuyển được referral người nước ngoài. Rất là nhiều người làm theo có kết quả và tạo được thu nhập hàng trăm triệu rồi. Không chém gió một chút nào nhé, không chém gió, đã có được kết quả. Nên là trước khi bạn đưa ra một cái lời nhận xét, một lời nhận định thì bạn phải tìm hiểu nó thật là kỹ, tìm hiểu nó thật là kỹ. Ok rồi, thì ba bí quyết, ba cái bí mật ở đây là gì? Đó là ba cái traffic mà Sơn cảm thấy nó đang hiệu quả nhất trong thời gian gần đây. Cái traffic số 1 mà các bạn có thể làm được đó là về blog, website. Giả sử đi, bây giờ Sơn nó muốn lên trên Google và Sơn nó tìm kiếm dự án Tamono và Sơn muốn tìm hiểu về nó, hoặc là Sơn nó muốn là học cái cách để kiếm tiền online đi chẳng hạn, thì cái từ khóa đấy Sơn sẽ tìm nó là kiếm tiền online Tamono chẳng hạn. Thử xem á, bây giờ có đang ai đang sử dụng blog, website để họ đang quảng bá và tuyển được referral hay không? Đây, học online az.net. Các bạn có thể bấm vào hoặc là medium.com, võ thanh hà.com, hai cách kiếm tiền online với cả Tamono. Đó. Tiền điện tử.com. Đó, các bạn có thể vào trong những trang này. Bạn tham khảo đây là những cái người họ đang sử dụng một cái traffic, đó là traffic blog và website. Thì cái này bạn cần phải có một cái kỹ năng, đó là kỹ năng viết bài. Đó, kỹ năng để các bạn viết ra những cái hướng dẫn. Và cái kỹ năng thứ hai á, đó là kỹ năng để làm sao đó bạn có thể là tạo ra được một cái blog. Thì bây giờ blog ra nó rất là dễ, bạn chỉ cần có một cái domain cộng với cả một cái hosting, hoặc là đơn giản hơn, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng những cái miễn phí có sẵn. Cái này là bạn phải học, đúng không ạ? Phải học, phải đào sâu.
Ngày hôm nay Sơn chia sẻ cho các bạn về cái tư duy, về cái từ khóa thì các bạn phải đào sâu nó. Bạn lên trên Google, bạn học cái cách để tạo được website như thế nào. Sau đó bạn viết ra những bài đây. Viết bài, đây là bài, những cái bài viết và những cái hướng dẫn chi tiết thì người khác cứ làm theo. Thì bạn thấy này, cái chữ đăng ký ngay đây thì đó là đường link affiliate. Đây là đường link tiếp thị liên kết của cái người viết ra cái blog này. Đây, hay một mình vào một cái trang thứ hai. Vào trang thứ hai thì đây bạn này, bạn ấy không có dùng một cái website nào hết. Thì bạn ấy sử dụng một cái nền tảng nào đó của medium.com. Và sau đó ở đằng chỗ này, đây là cái tên của bạn đó này. Trungngo.net. Sau đó thì bạn ấy viết một bài viết hướng dẫn người khác cách để họ đăng ký tài khoản Tamodo. Hướng dẫn người khác viết tài khoản Tamodo, và đây là đường link tiếp thị liên kết của bạn đấy. Đây là đường link tiếp thị liên kết của bạn đấy, đúng không ạ? Một cái trang web khác các bạn cũng vào coi, của một bạn đó, bạn nào đó tên là Võ Nhã, hai cách kiếm tiền với cả Tamodo. Bây giờ chúng ta kéo dưới này xem có đường link không nhá. Đây, tạo tài khoản Tamodo thì đây chính là đường link này. Cái con chuột của Sơn nó di tới thì nó thành cái dấu trỏ này, thì đó là cái đường link tiếp thị liên kết. Hoặc là sign up free đây này, đó, click vào nút sign up free này, kéo xuống dưới này xem có không. Đây, đăng ký ở đây này, thì liên tục trong một cái trang đó sẽ có nhiều lần đưa ra cái đường link để họ click vào. Rồi bây giờ chúng ta vào cái trang web cuối cùng nhá, chúng ta kéo xuống dưới này thì các bạn đó, cái nội dung đây thì các bạn đọc sau. Đây các bạn có thể nhìn thấy là Tamodo là gì, thì nó sẽ màu vàng in đậm đây đó. Tamodo là gì thì đây chính là đường link tiếp thị liên kết này. Kéo xuống dưới tiếp này, đó, link giới thiệu này, đó, tại sao không này, thì đây đều là những cái đường link tiếp thị liên kết nó dẫn tới cái cách để chúng ta tuyển được referral. Thì cái cách đầu tiên, nếu như các bạn làm có thể viết được blog, viết được website hoặc là bài hướng dẫn, thì các bạn có thể là tạo ra một blog website để các bạn tuyển được referral. Thì đây là cái cách mà bền vững, lâu dài, hiệu quả. Và sau này khi mà có nhiều dự án khác á, thì các bạn cứ viết lên, viết lên, viết lên, viết lên, viết lên. Thì có phải là, giả sử đi, chúng ta đâu phải là làm cái mỗi dự án Tamodo đâu, đúng không các bạn? Mà các bạn còn làm rất là nhiều những dự án khác, đúng không? Thì bây giờ các bạn search này, Sơn PS này, thì Sơn còn chia sẻ rất là nhiều những dự án khác. Thì có phải là cứ mỗi một dự án như vậy thì bạn lại viết một bài viết hướng dẫn, và sau đó ai đó lên trên Google người ta search này, giả sử đi, kiếm tiền online với cả Coursebit đi chẳng hạn, thì nó sẽ ra những cái bài viết hướng dẫn về kiếm tiền với cả Coursebit, đúng không ạ? Thì Sơn đã chia sẻ cho các bạn rất là nhiều những dự án rồi. Nhưng nếu khi mà các bạn đã có một kỹ năng để các bạn làm blog, website, thì sau này các bạn có thể là một cái trang nó chuyên phân phối về thông tin kiếm tiền online. Và đây chính là cái cách để tạo cho thu nhập của bạn một cách bền vững, rất là uy tín, lâu dài. Rồi, cái trang tiếp theo mà các bạn đang thấy, thì cái kênh mà trang Sơn đang làm là trang gì ạ? Một kênh gì? Kênh gì ạ? Đúng rồi các bạn, đúng rồi, các bạn nói đúng rồi đó. Đó là video trên YouTube. Thì bạn hoàn toàn có thể tạo được một cái kênh YouTube miễn phí. Không, bạn hoàn toàn có thể tạo một kênh YouTube hoàn toàn miễn phí. Đây là cái kênh của Sơn. Các bạn nó chỉ cần 1 phút 30 giây thôi, các bạn có thể tạo được một kênh YouTube rồi. Và bạn cũng chỉ cần nó bỏ ra khoảng 3 tới 5 phút thôi thì bạn có thể tạo được một cái video. Bạn bỏ ra thêm 5 phút nữa để bạn up video nó lên trên cái YouTube thì bạn đã ra được một video rồi. Đó, thì bây giờ là Sơn thử là search cái từ khóa là Tamodo đi. Thì bây giờ là xem có phải là ngoài cái video của Sơn ra, đây 3 video đầu tiên là của Sơn. Nhưng ngoài video của Sơn ra thì còn rất là nhiều những video của người khác nữa, đúng không? Đó, thì cái này là miễn phí, các bạn không cần phải bỏ tiền ra để các bạn mua bất kỳ gì hết. Nhưng các bạn vẫn có thể hướng dẫn người khác đó, và các bạn tuyển được referral một cách bền vững đó, từ YouTube. Đấy, thì cái này nó sẽ phù hợp cho những người bạn nào là các bạn biết một chút xíu về kỹ năng quay màn hình và hướng dẫn. Không cần bạn phải nói hay đâu, không, bạn nói nhiều đi thì bạn nói sẽ hay thôi. Rồi thì bây giờ Sơn gợi ý cho các bạn nha, một cái phần mềm này để các bạn có thể quay đó. Phần mềm này là các bạn sử dụng bản miễn phí được này, Camtasia. Thì cái phần mềm này đây là chính là cái phần mềm mà Sơn đang quay cái hướng dẫn cho các bạn đó, Camtasia. Thì Sơn đang sử dụng một cái bản, đó là bản Camtasia bản 9 đó. Thì các bạn có thể search là Camtasia Crack chẳng hạn đó, thì nó sẽ ra được một vài những cái full crack và các bạn có thể tải nó về và các bạn sử dụng nó được luôn, được chưa? Thì đây là cái cách số 3, YouTube số 2, đó là YouTube. Bây giờ Sơn sẽ chia sẻ cho các bạn một cái cách hiệu quả thứ 3. Và cái cách này bây giờ đang là làm mưa làm gió trong thị trường gần đây. Và nhiều người bạn chỉ cần bỏ ra khoảng 2 ngày thôi đã tuyển được 500 rep rồi các bạn. Thì các bạn có quan tâm với cái cách này không ạ? Và cái cách này Sơn tin chắc rằng trong thời gian sắp tới á, thì nếu như ai mà làm nhanh, ai tốc độ, ai chịu khó, ai chịu làm thì chắc chắn các bạn sẽ lên. Và nó làm
dễ lắm luôn các bạn ạ, cực kỳ dễ. Nhưng Sơn lưu ý cho các bạn nhé, các bạn tuyển á, tuyển referral thì các bạn nên lựa chọn độ tuổi, không nên lựa chọn những ai mà trên 18 á, hoặc là trên 20, 25 á, thì họ sẽ là cái người F1 mạnh cho các bạn. Chứ nếu như bây giờ các bạn tuyển những người mà khoảng 18, 17, 16 thì họ là rep á, nhưng mà họ là rep không hoạt động, họ không biết cách làm, họ không có kinh nghiệm, họ không có kỹ năng, thì bạn hãy tuyển số lượng ít thôi nhưng mà chất. Hãy nhìn vào những người nào có avatar đẹp, những người nào vào Facebook của họ nói về lời hay, ý đẹp, những sự tích cực, thì những người này có khả năng họ sẽ thành công hơn so với những người avatar không chính chủ và đăng vào Facebook đều là những cái thông tin là chia sẻ về những cái cướp, giết, hiếp hoặc là những cái tiêu cực. Đó, các bạn phải nhớ chọn chất lượng hơn là số lượng. Thì cái kênh số 3 này, đó thì trước khi mà Sơn giới thiệu ở kênh số 3 đó, thì các bạn ấy, nhớ bấm vào nút like, đăng ký cái ủng hộ Sơn cái video này, và cũng như là bạn đăng ký kênh YouTube của Sơn, bấm vào nút hình quả chuông, đúng không ạ? Để khi mà Sơn có video ra mới nhất thì các bạn sẽ luôn luôn được cập nhật, bạn sẽ là người được cập nhật đầu tiên luôn. Và bên cạnh đó thì cũng có nhiều bạn nó đang xin và tham gia vào nhóm này, nhưng thời gian tới thì Sơn tin chắc là Sơn sẽ duyệt nó kỹ càng hơn. Một ngày bây giờ là phải 200 thành viên mới xin vào nhóm của chúng ta. Nhưng những người nào, giả sử thì bạn là nhìn này, avatar như vậy thì có nên duyệt không? Đó, nên duyệt không? Avatar đó, những bạn nào mà avatar chính chủ thì được nhá. Avatar như vậy này, không có avatar này, ảnh bìa này, bạn nhìn không? Đó, đây avatar không có luôn. Thì các bạn theo các bạn có nên duyệt những cái này vào không ạ? Những người này chắc chắn là khả năng cao lại vào là sẽ ban tiếp, đúng không? Thì bây giờ là Sơn sẽ duyệt một cái khắt khe hơn. Thì những bạn nào mà để avatar chính chủ, các bạn nhìn thấy Sơn này, avatar Facebook của Sơn này, lúc nào cũng phải là nó phải sạch sẽ, gọn gàng, tươm tất. Đó, có thể là những cái hình ảnh bình thường khác mình nhìn rất là bình dị thôi. Giả sử đây là cái ảnh Sơn chạy bộ thì nhìn nó bình dị thôi, nhưng mà cái avatar thì các bạn nên để cho nó đẹp mắt, thậm chí là các bạn bỏ tiền ra các bạn đi chụp studio luôn thì nó chuyên nghiệp. Các bạn mà để cái avatar như vậy auto mặc định Sơn duyệt các bạn luôn, Sơn không còn phải nói gì hết á. Nên là tại sao có nhiều người bạn đăng bài vào nhóm không bao giờ được duyệt, các bạn tự hiểu ha. Rồi, cái kênh thứ ba mà hiện tại mà đang hiệu quả đó là kênh TikTok. Thì trong video này á, bây giờ Sơn sẽ review cho các bạn TikTok qua cái điện thoại của Sơn nhé. Qua cái điện thoại của Sơn để hướng dẫn cho bạn là sử dụng cái kênh này để các bạn có thể tuyển được referral như thế nào một cách hiệu quả. Thì các bạn nhớ đăng ký cả kênh TikTok của Sơn, bởi vì trên kênh của Sơn nó có rất nhiều thông tin hay, bổ ích về phát triển bản thân, về kiếm tiền, về những cách về làm giàu, về đọc sách, nhiều chủ đề tích cực lắm. Thì các bạn thay vì các bạn dành thời gian các bạn coi gái gú, nó coi những cái hài, hay là coi những cái mà nó mất thời gian vô bổ của bạn, nó tiêu tốn thời gian của bạn, bạn bốc cái máy lên bạn coi tưởng chừng là 5 phút nhưng mà bạn mất 3 tiếng, 4 tiếng, 4 tiếng rồi, thậm chí mất cả đêm, thì đăng ký cái TikTok của Sơn, đúng không ạ? Thì bây giờ Sơn chỉ cho các bạn cách để các bạn xây dựng với TikTok, làm sao đó nếu như ai chịu làm hoàn toàn có thể tuyển được 500 rep ở một ngày. Ok, rồi bây giờ Sơn sẽ vào cái điện thoại của Sơn nhé. Chào các bạn, và đây là cái kênh TikTok của Sơn. Các bạn nếu như mà chưa có cái ứng dụng TikTok á, thì các bạn có thể lên CH Play hoặc là App Store, các bạn tải cái trang TikTok về. Và trên cái trang TikTok này của Sơn thì chia sẻ rất là nhiều những cái thông tin bổ ích đó, các bạn có thể lướt và xem từng video. Nhưng trong video này thì Sơn sẽ hướng dẫn cho bạn cách để bạn có thể tuyển được referral bằng TikTok. Thì đầu tiên các bạn có thể bấm vào Discovery, cái ô tìm kiếm này. Sau đó các bạn vào mục Search ở đây, bạn sẽ tìm cho Sơn những cái từ khóa. Giả sử cái từ khóa đó là cái hashtag này, bạn sử dụng cái dấu thăng và cái từ kiếm tiền online, và các bạn nó không có ghi dấu gì hết, bạn viết liền nhé. Sau đó bạn bấm vào mục hashtag đây, thì bạn sẽ nhìn thấy được rất là nhiều những cái từ khóa, những cái hashtag mà đang được chia sẻ về kiếm tiền online. Thì cái video đầu tiên này các bạn có thể nhìn thấy này, cái video này đang được rất là nhiều người xem trong thời gian gần đây. Bây giờ Sơn bấm vào cho các bạn nhìn thấy nhé, và Sơn xin phép là Sơn sẽ mở nhỏ cái tiếng lại này, mở nhỏ cái tiếng lại. Rồi bây giờ Sơn bấm vào video này. Tiền rất quan trọng, bởi vì nó không mua được hạnh phúc, mua được hạnh phúc nhưng mà thật sự rất khó hạnh phúc nếu mình không có tiền. Các bạn có thể nhìn thấy và phân tích ra cái chiến lược của bạn này làm, thì video của bạn đó chỉ là kéo dài khoảng 15 giây thôi, 15 cho tới 20 giây, và đó là những cái hình ảnh mà nó cứ lướt qua lướt qua lướt qua, dạng hình ảnh chạy slide các bạn. Và các bạn chú ý là khi mà các bạn sử dụng thì các bạn viết một cái caption, có nghĩa là cái tiêu đề bài viết á. Ở đây này, tiêu đề bài viết đó, thực sự nó có hiệu quả. Đó, bạn hãy đánh mạnh cái từ khóa là không cần phải bỏ vốn này, chỉ cần 10 phút mỗi ngày này thì có thể kiếm được vài triệu một tháng này. Đó, thì bạn hãy sử dụng những cái từ khóa đó thì nó sẽ là hút. Bởi vì hiện tại Sơn thấy rất là nhiều những hình thức kiếm tiền online hiện tại
thì họ đang cần đó là phải bỏ vốn để đầu tư những hoạt động về đầu tư tài chính này, với cả đầu tư forex nó rất là nhiều. Và bên cạnh đó thì khi mà bạn nó muốn là video của bạn nó có nhiều người xem á, thì bạn nó cần sử dụng hashtag. Giả sử đây là những hashtag mà hiệu quả, kiếm tiền online, kiếm tiền tại nhà, kiếm tiền thụ động, marketing online chẳng hạn như vậy. Đó thì bạn có thể vào cái kênh của bạn này, bạn sẽ nhìn thấy được rằng á là những cái video của bạn đấy làm gần đây cũng rất là hiệu quả luôn. Đó, có rất là nhiều người xem, cái video vừa nãy được 228.000 lượt xem trong vài ngày đăng thôi, và bạn ấy tuyển được rất là nhiều referral. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ra một cái kênh khác. Các bạn có vẫn kéo xuống dưới này, các bạn sẽ nhìn thấy được rất là nhiều những cái gợi ý của những người khác họ đang làm rất là hiệu quả. Đây cũng là một học viên. Đó, các bạn có thể nhìn thấy một cái bài viết như vậy có 1.700 cái bình luận thì chắc chắn rằng các bạn sẽ tuyển được rất nhiều referral, đúng không ạ? Bây giờ thử vào trang của bạn nó xem có nhiều thông tin gì không, nếu không có thì chúng ta có thể thoát ra. Bây giờ là đây là cái góc độ là chúng ta đang đi tìm ý tưởng, đúng không ạ? Đi tìm ý tưởng. Bây giờ các bạn cứ kéo xuống dưới chắc chắn là sẽ có những cái bài viết về hướng dẫn về kiếm tiền Tamodo, và tương tự như vậy bạn cũng có thể làm với cả Cosbit hoặc là những cái dự án khác mà hiện tại Sơn đang chia sẻ. Đây một cái video khác này. Các bạn cứ để ý là một cái cấu trúc của một video thành công á, thì số 1 đó là hình ảnh. Hình ảnh đó, những hình ảnh mà cứ chạy qua chạy lại như vậy rất đơn giản thôi, các bạn không cần phải nói chuyện hay phải giao tiếp gì hết. Cái công thức thứ hai đó là bạn nó cần nó phải là có một cái nội dung hấp dẫn. Giả sử đi bây giờ là bỏ ra 5 phút đến 7 phút một ngày kiếm được 5-70 triệu một tháng, 100 triệu một tháng, và nói không với cả việc bỏ vốn. Đó, đó là điều số 2, đó là cái tiêu đề, cái nội dung hấp dẫn. Và cái số 3 các bạn cần phải chú ý. Đó, số 3 đó là các bạn nó cần phải có hashtag. Đó, những cái hashtag nó sẽ định hướng cho các bạn về những cái chủ đề. Đó, rồi. Thì đó là một vài cái Sơn chia sẻ cho các bạn về cái kênh TikTok. Và nếu như bạn á chưa có hình ảnh thì các bạn có thể lên trên cái kênh YouTube, bạn có thể lên trên cái group của chúng ta để các bạn có thể tìm những cái hình ảnh mà trước đây Sơn đã từng đăng lên rồi, hoặc là sưu tầm lại những cái hình ảnh của người khác để các bạn có thể tuyển được, và các bạn đã làm ra một cái video tương tự như vậy. Ok, bây giờ chúng ta cùng quay lại với cả màn hình chính. Rồi, vậy là vừa nãy Sơn đã chia sẻ cho các bạn về cái cách để chúng ta có thể tuyển được referral thông qua TikTok, và Sơn tin rằng đây là một trong ba kênh nó sẽ vô cùng hiệu quả cho năm 2020 đây. Và các bạn hãy cùng xây dựng nó lớn mạnh và phát triển lên. Các bạn có thể sử dụng hashtag là kiếm tiền online, MMO, kiếm tiền trên mạng, không? Hay là từ khóa là Sơn PS. Thì đây, cái hashtag Sơn PS cũng là một trong những hashtag nó liên quan về cái chủ đề về kiếm tiền online. Đó, thì bạn hãy theo dõi cái kênh TikTok của Sơn và thường xuyên cập nhật được những cái nội dung của Sơn chia sẻ trên đó. Rồi, và trong video này thì Sơn đã chia sẻ cho các bạn về ba cái bí mật để bạn có thể tuyển được referral một cách hiệu quả và hướng tới cái mục tiêu bạn có thể kiếm được thu nhập 100 triệu một tháng từ những cái nền tảng mà Sơn đã hướng dẫn cho các bạn trước đây. Và Sơn chúc các bạn thành công. Và khi mà các bạn có được cái kết quả rồi thì đừng quên hãy inbox của Sơn để Sơn có thể gửi cho các bạn một cái lời chúc mừng khi mà các bạn nhận được cái kết quả lớn như vậy. Ok, rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo các bạn.